các bạn. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn một cái cách sử dụng cần nhúng rất là mùi của Stevie. Một cái nốt theo đúng bình thường các bạn đánh hai lần. Ví dụ như mình đánh cái pentatonic của mi thứ bình thường thôi, mình đánh một cái nốt hai lần ha. Thì ở đây chúng ta sẽ đánh theo kiểu là các bạn chỉ đánh nốt đầu tiên thôi. Nốt thứ hai các bạn dùng cần nhún, các bạn đánh nó xuống xong các bạn cho nó bung lên liền. Bằng cách là các bạn vỗ á, giống như các bạn vỗ để cho nó vừa cái nốt nó trục xuống xong rồi nó bung lên liền. Thấy chưa? Là coi như chúng ta có một cái vị trí nốt mà hai kiểu đánh. Cái đầu tiên mình đánh, cái thứ hai là mình nhấn nó xuống để nó kêu thôi. Rồi, hy vọng chiều nhỏ này cũng giúp cho các bạn có thể tập pentatonic chẳng hạn, như mình áp dụng cái này vô nghe nó mới lạ không tí nha. Xin chào.